Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết tuần mới của 12 con giáp từ ngày 8 tháng 8 đến ngày 14 tháng 8 năm 2022. Mong rằng với những thông tin hữu ích chúng tôi cung cấp sẽ giúp cho các bạn có được cái nhìn tổng quan về vận trình của mình trong tuần mới sắp tới. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý tuần mới từ ngày 8 tháng 8 đến ngày 14 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Tý bước sang tuần mới này, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Tý đang có điềm báo trải qua một tuần hung cát đan xen, có thăng có trầm, có nhiều vấn đề cùng nảy sinh trong khoảng thời gian này khiến cho bạn tuổi Tý có thể sẽ trở tay không kịp. Công việc trong tuần này không được suôn sẻ cho lắm do thương quan gây sao nhã, và với bạn tuổi Tý, bạn không thực sự chú tâm đến công việc của mình cho nên dễ mắc phải những sai lầm. Tuần mới này với bạn tuổi Tý á, phải đợi tới cuối tuần thì với bạn mới có được cơ hội để thay đổi tình hình hiện tại khi bạn đang gặp được chính ấn che chở. Với bạn tuổi Tý tìm ra được phương pháp phù hợp để tháo gỡ được những khó khăn, phá tan đi sự bế tắc khiến cho bản thân bạn phải đau đầu trước đó. Công việc dần có được sự khởi sắc, chỉ cần bạn kiên nhẫn thì mọi việc đều sẽ được giải quyết một cách ổn thỏa. Xem tử vi tuần mới này với bạn tuổi Tý cũng cho thấy đầu tuần là thời điểm mà tài lộc của bạn vượng nhất, nhờ thiên tài nâng đỡ, bản mệnh cần phải nắm bắt thời cơ, bởi về cuối tuần thì mọi sự sẽ khó khăn hơn, việc kiếm tiền không còn dễ dàng nữa. Càng về cuối tuần càng có nhiều chuyện cần phải chi tiêu đến tiền, cho nên với bạn tuổi Tý cần phải chú ý, kẻo này gặp họa phá tài. Còn về con đường tình duyên của bạn tuổi Tý trong tuần mới này cũng đang có điềm báo sẽ gặp khá nhiều trắc trở. Với bạn cứ ngỡ khó khăn đã qua đi, tình cảm sẽ trở lại như xưa, nhưng tiếc là có nhiều thứ đã thay đổi, khoảng cách một khi đã sinh ra thì khó có thể xóa nhòa được. Và với bạn tuổi Tý, bạn cứ cố gắng để ghép nối lại mối quan hệ giữa hai người nhưng không có được kết quả như ý muốn. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Sửu từ ngày 8 tháng 8 đến ngày 14 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Sửu bước sang tuần mới này, xem tử vi cho thấy bạn đang có điềm báo trải qua một tuần hung vận lấn át cát vận, và đây sẽ là một tuần khá vất vả cho bạn tuổi Sửu, khó khăn đè nén khiến cho bản mệnh không thể nào phát huy được hết khả năng của mình. Bản mệnh không tìm thấy được niềm vui trong công việc, mất đi sự tập trung và có nhiều mối quan tâm khác khiến cho công việc của mình bị bỏ bê và trì trệ. May mắn là trong vận trình tuần mới này với bạn tuổi Sửu, bạn lại đang gặp được tử vi cát tinh chiếu mệnh, và đây như là lời cảnh tỉnh cho bạn tuổi Sửu đúng lúc và kịp thời. Dù bạn tuổi Sửu còn nhiều vấn đề thiếu sót, nhưng với sự quyết tâm và tinh thần chiến đấu cao độ thì với những khó khăn trong công việc rồi cũng sẽ qua đi. Vận trình tài lộc của bạn tuổi Sửu trong tuần mới này cũng đang có điềm báo thăng trầm bất định. Vừa có tiền vào túi lại có nhiều chuyện cần phải chi tiêu, đầu tuần sẽ chẳng có khoản thu nào đáng kể dành cho bạn, và nếu như bạn tuổi Sửu không biết cân đối trong việc thu chi thì rất có thể dễ bị trống ví vào thời điểm này. Phải đợi tới cuối tuần thì với bạn tuổi Sửu mới có được vận khí tốt dần, được khởi sắc thì bạn mới có được cơ hội đầu tư thu lợi về túi của mình nhé. Còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi Sửu trong tuần mới này cũng khiến cho bạn gặp khá nhiều bối rối. Mọi thứ ở thời điểm này xoay chuyển theo chiều hướng mà bạn chẳng thể nào tưởng tượng nổi. Với bạn tuổi Sửu cứ ngỡ mình đã nắm được trái tim của người ấy, nhưng hóa ra vẫn chỉ là ảo mộng cho riêng mình mà thôi. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Dần từ ngày 8 tháng 8 đến ngày 14 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Dần bước sang tuần mới này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được chính quan chiếu mệnh, và ngay từ đầu tuần đã đảm bảo cho bạn tuổi Dần có được một tuần khá nhiều khởi sắc trên con đường công danh sự nghiệp.
Các thần này chiếu mệnh sẽ mang tới cho bạn tuổi Dần khá nhiều lợi thế. Nếu như bạn biết phát huy thì có thể sẽ nhanh chóng đạt được mục tiêu mà mình đã đề ra. Và tuần mới này với bạn tuổi Dần, đây là thời điểm mà bản mệnh chứng minh được năng lực của bản thân cũng như là tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Điều này có thể sẽ khiến cho cấp trên có sự lựa chọn nhìn nhận khác và trao thêm cơ hội cho bạn để chứng minh khả năng, năng lực của bản thân mình. Với bạn tuổi Dần, cũng đừng quên cố gắng tiến hành những công việc quan trọng vào đầu tuần để có được nhiều may mắn hơn cho mình nữa nhé. Tuy nhiên, về phương diện tài lộc của bạn tuổi Dần trong tuần mới này lại đang có điểm báo sẽ có dấu hiệu tổn hao nghiêm trọng khi bạn đang gặp đại hao nhập mệnh. Tuy nhiên, xét về phương diện tài lộc của bạn tuổi Dần trong tuần mới này lại đang có điểm báo tài lộc của bạn có dấu hiệu tổn hao nghiêm trọng khi bạn đang gặp đại hao là hung tinh nhập mệnh. Dù trước đó với bạn tuổi Dần, bạn kiếm được không ít tiền, nhưng hung tinh này làm cho các khoản thu chi của bạn đang mất đi sự cân bằng, có việc đột xuất khiến cho bạn phải chi ra một số tiền lớn vượt quá mức cho phép. Và lúc này, vay mượn là phương án duy nhất dành cho bạn, nhưng với bạn tuổi Dần, cũng đừng có vay mượn quá nhiều, sẽ trở thành gánh nặng rất lớn đè lên vai của mình nhé. Về phương diện tình cảm của bạn tuổi Dần trong tuần mới này, cái chuyện tình cảm của bạn lại đang có điểm báo không có nhiều biến động trong khoảng thời gian này. Đối với các cặp đôi, đây thực ra là một tuần có được tín hiệu không tồi, còn đối với những bạn đang còn độc thân, cũng chưa có vội buồn nếu như vẫn đang còn lẻ bóng, bạn nên tập trung chăm sóc và hoàn thiện bản thân mình sẽ tốt hơn. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Mão từ ngày 8 tháng 8 đến ngày 14 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Mão bước sang tuần mới này, xem tử vi cho thấy bạn đang có điểm báo trải qua một tuần gặp phải tiểu hao là hung tinh chiếu mệnh. Điều này làm cho con đường tài lộc của bạn gặp khá nhiều xáo trộn. Công việc của bạn tuổi Mão trong tuần mới này cũng khó mà được suôn sẻ như ý muốn, có nhiều khó khăn cản trở khiến cho bạn mệnh không thể đạt được những mục tiêu mà mình đã đề ra, cũng dễ bị tiểu nhân thiên quan ganh ghét mà hãm hại. Với những chiêu trò cạnh tranh không lành mạnh, đấu đá ngầm đều có thể diễn ra khiến cho bạn sứt đầu mẻ trán nữa. Và thời điểm này với bạn tuổi Mão, bạn cũng nên lưu tâm với các mối quan hệ trong hợp tác làm ăn, tiểu nhân gây rối sẽ gây ra những hậu quả khó lường trước. Có thể với bạn tuổi Mão không có tâm hại người, nhưng đối phương lại đang muốn chiếm đoạt lợi ích của bạn nữa nhé. Về phương diện tình cảm của bạn tuổi Mão trong tuần mới này, đối với các cặp đôi, con đường tình duyên đang có sự bất ổn, tình cảm hợp rồi tan, tan rồi lại hợp, không có được sự ổn định như mong muốn của hai người mà cả hai chưa thực sự dành tình cảm chân thành cho nhau. Cả hai cần phải có một cuộc trò chuyện nghiêm túc để giải quyết triệt để những vấn đề mà hai người đang gặp phải. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Thìn từ ngày 8 tháng 8 đến ngày 14 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Thìn bước sang tuần mới này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp sao ngũ quỷ là hung tinh chiếu mệnh. Điều này sẽ làm cho mọi việc với bạn có thể sẽ không êm đềm như vẻ bề ngoài mà bạn vẫn nghĩ. Với bạn tuổi Thìn, bạn đừng có tự lừa dối mình, lừa dối người. Đây là lúc mà bạn cần phải nhìn thẳng vào sự thật và học cách đối mặt với nó, như vậy mới có thể sớm tìm được ra phương pháp giải quyết được triệt để vấn đề. Trong tuần mới này với bạn tuổi Thìn, con đường công danh có sự bất thuận, có nhiều khó khăn nảy sinh mà bạn mệnh khó có thể giải quyết được ổn. Đã vậy, tiểu nhân rình rập xung quanh liên tục quấy phá khiến cho bạn tuổi Thìn chẳng phút nào được yên, làm gì cũng phải kiểm tra trục thật cẩn trọng. Và nếu không ở thời điểm này, bản mệnh có thể sẽ bị gài bẫy, chơi xấu, khiến cho công sức của mình bỏ ra trở nên uổng phí, đổ xuống sông, xuống bể. Đầu tuần mới này với bạn tuổi Thìn, con đường tài lộc của bạn khá là bấp bênh. Nếu như bạn không cẩn thận, bạn có thể sẽ mất một khoản tiền không hề nhỏ do sự chủ quan của bản thân mình gây ra. Phải đợi tới cuối tuần, mọi chuyện mới dần có được sự khởi sắc khi bạn gặp được chính tài và thiên tài cùng xuất hiện. Cả nguồn thu chính và nguồn thu phụ của bạn đều có dấu hiệu tăng tiến trở lại. Với bạn tuổi Thìn, bạn cần phải có kế hoạch quản lý về tài chính rõ ràng để không đưa ra những quyết định sai lầm cho mình nữa.
Một vấn đề nữa là có lẽ như với bạn tuổi Thìn, bạn đang quá mải mê với công việc và việc kiếm tiền cho nên không có thời gian để chăm sóc cho bản thân, càng khó nói đến chuyện chăm sóc cho tình yêu. Có lẽ vì lẽ ấy mà tình cảm giữa hai người càng có dấu hiệu rạn nứt, đôi bên không đủ thời gian để thông cảm cho nhau về những khó khăn vướng mắc mà mình đang gặp phải nữa đâu nhá. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Tỵ từ ngày 8 tháng 8 đến ngày 14 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Tỵ bước sang tuần mới này, đang có được báo hiệu bạn trải qua một tuần có nhiều tin vui trong chuyện tình cảm khi bạn đang có được sao Thái âm là cát tinh che chở, nhất là đối với những bạn nữ. Trong tuần này, đối với những bạn đang còn độc thân, có thể sẽ gặp được người trong mộng của đời mình sớm thôi. Khi cơ hội đến, bạn cần phải chủ động để theo đuổi nhân duyên. Đôi lứa dù có khúc mắc nhưng cũng nhanh chóng được hóa giải, tình cảm hoàn hảo như thuở ban đầu. Ở phương diện sự nghiệp cho thấy, với bạn tuổi Tỵ đang có những dấu hiệu tiến triển đáng mừng. Khi bạn gặp được chính ấn nâng đỡ, điều này sẽ giúp cho bạn mệnh thoải mái phát huy được năng lực của mình, tận dụng thế mạnh sẵn có để giành lấy những thành quả xứng đáng dành cho mình. Và tuần mới này với bạn tuổi Tỵ đang gặp được vận quý nhân, rất có thể là nữ mệnh, bạn đừng có bỏ lỡ người dẫn đường, chỉ lối, chia sẻ những kinh nghiệm từ người bên cạnh mình nhé. Về vận trình tài lộc của bạn tuổi Tỵ trong tuần mới này đang có được báo hiệu sẽ rất vượng sắc, nhất là từ thời điểm giữa tuần trở đi. Bạn nên tranh thủ đúng thời điểm để cho mọi việc tiến hành được một cách suôn sẻ hơn, các vấn đề về tài chính được giải quyết ổn thỏa, với bạn tuổi Tỵ có thể an tâm để làm những công việc mà mình mong muốn nữa. Cuối tuần với bạn tuổi Tỵ lại gặp được thực thần chiếu mệnh, điều này sẽ tăng cường hỗ trợ cả nguồn thu chính và nguồn thu phụ của bạn đều có được sự dồi dào. Với bạn tuổi Tỵ, bạn biết cách cân đối thời gian để không làm ảnh hưởng đến công việc chính mà vẫn kiếm được nguồn tiền, nguồn lợi từ ngày tay trái của mình. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Ngọ từ ngày 8 tháng 8 đến ngày 14 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Ngọ bước sang tuần mới này đang gặp sao Dịch Mã là động kinh thôi thúc, điều này làm cho bạn tuổi Ngọ cần phải hành động nhanh chóng hơn để không bỏ lỡ những cơ hội đến với mình. Công việc của bạn tuổi Ngọ trong tuần mới này đang có nhiều biến động theo chiều hướng tốt hay là xấu, tùy thuộc vào khả năng tiếp nhận và thích nghi của bạn mệnh nữa. Vì vậy, với bạn tuổi Ngọ, bạn cần phải vận dụng hết những kiến thức và kinh nghiệm sẵn có của bản thân, khó khăn nào rồi cũng sẽ qua đi. Với bạn tuổi Ngọ, nỗ lực của bạn, bạn vẫn có thể đạt được nhiều thành công nhờ có được vận quý nhân luôn ở bên trợ mệnh, nâng đỡ. Thiên ấn chiếu mệnh cho thấy bản mệnh được trao cho cơ hội hóa dự thành an bằng chính năng lực của mình, gây được bất ngờ cho không ít đồng nghiệp và cấp trên. Với bạn đang có được báo hiệu về tăng tiến trên con đường công danh, sự nghiệp. Con đường tài lộc của bạn tuổi Ngọ trong tuần mới này lại khá ổn định khi bạn đang gặp được chính tài chiếu mệnh, cho thấy các nguồn thu nhập của bạn đang trên đà tăng tiến chứ không phải bị giảm sút. Công việc tiến triển tốt đẹp cũng sẽ mang lại nhiều lợi nhuận cho bạn. Với bạn mệnh tuổi Ngọ nên có kế hoạch quản lý về tài chính cụ thể để không bị phung phí về tiền bạc một cách đáng tiếc. Về phương diện tình cảm của bạn tuổi Ngọ trong tuần mới này, lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là đừng có vì bận rộn mà quên chăm lo cho đời sống tình cảm, vun vén các mối quan hệ cá nhân của mình. Tình yêu cần phải luôn có sự vun vén và bồi đắp thì mới có thể được bền vững. Gia đình cũng cần có sự chu toàn, chăm sóc cho người bạn đời của mình, cùng nuôi dạy con cái. Đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vui giúp cho bạn thoải mái hơn sau những bộn bề, lo toan về cuộc sống bên ngoài. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Mùi từ ngày 8 tháng 8 đến ngày 14 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Mùi bước sang tuần mới này, xem tử vi cho thấy bạn đang có được sự hỗ trợ của sao Thái Dương là cát tinh chiếu mệnh. Điều này sẽ giúp cho công việc cũng như là các vấn đề về tình cảm của bạn gặp nhiều điều kiện thuận lợi. Dù bạn có gặp phải khó khăn thì cũng sẽ được giúp đỡ kịp thời. Vì thế, với bạn tuổi Mùi, nếu như có chuyện gì phát sinh thì bạn hãy cứ bình tĩnh rồi bạn sẽ tìm ra được giải pháp sớm mà thôi. Quan trọng nhất là bạn cần phải tin tưởng hoàn toàn vào con đường mà mình đã lựa chọn.
Trong công việc của bạn tuổi Mùi trong tuần mới này, bạn mệnh đang có được báo hiệu sẽ gặt hái được nhiều thành công nếu như biết lợi dụng được tiềm lực của bản thân. Khi bạn đang gặp được tỷ kim cổ vũ, động viên cho bạn rất nhiều, chỉ cần bạn chủ động và tự tin thì chắc chắn sẽ có thể gặt hái được thành công một cách dễ dàng về cho mình. Tài lộc của bạn tuổi Mùi trong tuần mới này đang có được báo hiệu sẽ có được sự khởi sắc, đặc biệt là vào thời điểm cuối tuần. Và dù là người làm công ăn lương hay là người làm kinh doanh, buôn bán thì đều có được sự rủng rỉnh về tiền bạc đầy tay. Dân làm văn phòng có thể sẽ kiếm được thêm công việc từ bên ngoài để gia tăng thu nhập cho mình. Còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi Mùi trong tuần mới này, cái chuyện tình duyên của bạn lại khá là thuận lợi, đặc biệt là đối với những bạn đang còn độc thân sẽ nhận được sự theo đuổi từ những người khác phái và bạn cần phải thoải mái như những gì vốn có của mình, đừng quá căng thẳng, hãy để cho mọi chuyện diễn ra tự nhiên như bình thường. Người đã có đôi có cặp thì có được một tuần tràn đầy tình yêu và sự quan tâm, chăm sóc cho nhau. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Thân từ ngày mùng 8 tháng 8 đến ngày 14 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Thân bước sang tuần mới này, xem tử vi cho thấy bạn đang chịu tác động của thái tuế là hung tinh chiếu mệnh. Điều này làm cho vận trình của bạn đang có dấu hiệu bị sa sút. Với những kế hoạch của bạn đưa ra gặp nhiều trục trặc, tiến độ bị trì trệ, dễ rơi vào tình trạng lỡ dở, tiến không được, lùi cũng chẳng xong. Thời điểm này với bạn tuổi Thân, bạn chớ nên ôm đồm quá nhiều việc cùng một lúc, kéo lại tất cả đều sôi hỏng, bỏng không. Trong tuần mới này với bạn tuổi Thân, trạng thái về tinh thần của bạn rối loạn, lại thêm có nhiều tác động từ ngoại cảnh khiến cho đầu óc của bạn chệch máng. Thương quan chiếu mệnh cảnh báo cho bạn về những sai sót không đáng có. Bạn mệnh tuổi Thân không đủ được sự tập trung để làm tốt những công việc cần phải làm, thế nên hậu quả để lại là điều đương nhiên dành cho bạn. Tuần này với bạn tuổi Thân, vận xui đeo bám, cho nên với bạn cần phải chú ý thói quen trong việc chi tiêu cho bản thân, điều chỉnh kịp thời, với bạn sẽ gần như không có bất cứ khoản thu nào trong khoảng thời gian này. Kiếp tài chiếu mệnh cũng cảnh báo cho bạn đang có nguy cơ tin tưởng người khác thái quá, cho nên sẽ bị kẻ xấu lợi dụng, chiếm đoạt về tài sản. Trong chuyện tình cảm, với bạn tuổi Thân đang hành xử khá cứng nhắc và luôn muốn mình là người nắm giữ thế chủ động, thiếu đi sự linh hoạt trong cách xử lý những vấn đề đang tồn tại, cho nên có thể sẽ khiến cho đối phương cảm thấy chán nản và dần dần xa cách hơn. Hạnh phúc khó có thể duy trì nếu như bạn cứ làm mọi việc tùy theo ý của mình như vậy bạn tuổi Thân nhé. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Dậu từ ngày mùng 8 tháng 8 đến ngày 14 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Dậu bước sang tuần mới này đang có được báo hiệu sẽ gặp được sao Bách Việt nhập mệnh. Điều này làm cho bạn đang có được đào hoa vượng. Với bạn tuổi Dậu có được nhiều cơ hội để gặp gỡ những người khác phái và mở rộng các mối quan hệ tình cảm dành cho mình. Các cặp đôi trong tuần này thì sau những hiểu lầm, chia xa cả hai càng thấu hiểu và trân trọng đối phương nhiều hơn. Và đầu tuần là thời điểm tốt để cho bản mệnh tuổi Dậu tiến hành cầu tài, vì bạn đang có được thực thần che chở, điều này sẽ mang tới cho bạn có được cơ hội về tài lộc. Cơ hội không phải lúc nào cũng có sẵn, cho nên với bạn tuổi Dậu đừng có bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Và càng về cuối tuần thì vận trình của bạn lại càng có sự sa sút, lúc này bạn mệnh nên tính tới việc tiết kiệm hay là đầu tư xoay vòng để giữ tiền được ổn định bạn tuổi Dậu nhé. Công việc của bạn tuổi Dậu trong tuần mới này cũng không có điều gì đáng phải lo ngại. Điểm báo tử vi cũng cho thấy với bạn tuổi Dậu đang đón một vài nguồn thu hoạch bất ngờ khi bạn gặp được chính ấn chỉ điểm có thể sẽ mang tới cho bạn những cơ hội để khẳng định bản thân mình do cấp trên trao cho và nhận được sự tán thưởng từ phía đồng nghiệp nữa. Nhưng mặt khác, với bạn tuổi Dậu đang gặp hung tinh là thiên quan chiếu mệnh, điều này cho thấy bên cạnh bạn vẫn có những người không phục, đố kỵ, cho nên có thể sẽ ra tay hãm hại bạn bất cứ lúc nào, cản trở tiến trình khiến cho hiệu suất công việc của bạn bị giảm sút, đặt bạn vào tình huống ngập tràn nguy cơ, buộc phải tìm đủ mọi cách để giải quyết nợ bạn tuổi Dậu nhé. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Tuất từ ngày mùng 8 tháng 8 đến ngày 14 tháng 8 năm 2022.
Với bạn tuổi Tuất bước sang tuần mới này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp hung vận khá lớn, lại cả Thiên Cẩu là hung tinh chiếu mệnh, làm cho bạn đang có điềm báo trải qua một tuần có nhiều thị phi, nhiễu nhương, điều tiếng không tốt phụ lên đầu của bạn. Và trong bất cứ tình huống nào, to tiếng hay là mất bình tĩnh cũng sẽ khiến cho bạn tuổi Tuất đánh mất đi sự sáng suốt thường ngày, rơi vào tình huống bất lợi cho mình. Với những người càng cố tình dùng chiêu trò để chơi xấu bạn, bạn càng cần phải giữ cái đầu lạnh để xử lý mọi việc cho được êm xuôi tốt đẹp bạn tuổi Tuất nhé. Có những việc không thể nóng vội được, tuần này không phải là thời điểm tốt để cho bạn tuổi Tuất tiến hành những công việc quan trọng. Và nếu có thể thì bạn hãy lùi lại chọn một thời điểm khác tốt hơn, đồng thời với bạn hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi tiến hành bất cứ việc gì nữa. Về phương diện tình cảm của bạn tuổi Tuất trong tuần mới này, tình cảm lứa đôi cũng có nhiều rắc rối, có những điều về lý thì dễ dàng nhưng về tình lại không thể nào giải quyết được một cách rõ ràng và dứt khoát được. Với bạn tuổi Tuất bỗng cảm thấy mình thật cô độc và không ai thấu hiểu cho mình, chẳng ai có thể sẽ giúp đỡ được cho bạn ngoài chính bản thân bạn. Bạn cần phải suy nghĩ mọi việc thoáng ra nữa nhé. Đầu tuần mới này với bạn tuổi Tuất, bạn lại đang bị kiếp tài án ngữ. Điều này sẽ làm cho bạn có thể lâm vào cảnh hao tài tán lộc, tiền bạc bị hư hao. Công cuộc tìm kiếm tài lộc của bạn triển khai không được tốt, bản mệnh có thể sẽ đưa ra những quyết định sai lầm, dẫn tới việc tiền bị trôi tuột khỏi cái túi của mình một cách đáng tiếc nữa. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Hợi từ ngày mùng 8 tháng 8 đến ngày 14 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Hợi bước sang tuần mới này, xem tử vi cho thấy bạn đang có được báo hiệu trải qua một tuần có thể sẽ đạt được những bước đột phá lớn trên con đường công danh sự nghiệp của mình. Trong tuần này với bạn tuổi Hợi đang có được chính quan tụ khí, sau bao nhiêu cố gắng thì với bạn cũng đã có được vị trí mà mình mong đợi bấy lâu nay. Thành quả hiện tại chứng tỏ con đường mà bạn đang đi là hoàn toàn đúng đắn. Vì vậy với bạn tuổi Hợi, bạn cũng cần hãy tự tin lên bạn tuổi Hợi nhé. Tất nhiên, trên chặng đường hướng tới thành công, chẳng có khi nào trải đầy hoa hồng như tuần này. Khi bạn đang có được cát tinh là thiên đức trợ mệnh, tương trợ, cho nên mọi khó khăn, trở ngại rồi cũng sẽ được hóa giải. Tuần này cũng là tuần rất thích hợp để cho bạn tuổi Hợi mở rộng mối quan hệ, tìm kiếm quý nhân trên con đường phát triển sự nghiệp của mình. Với bạn tuổi Hợi, bạn đừng có bỏ lỡ cơ hội tốt đẹp này. Về phương diện tài lộc của bạn tuổi Hợi trong tuần mới này, duy trì ở mức bình ổn cũng nhờ vào khả năng quản lý về tài chính, biết chi tiêu và tiết kiệm hợp lý. Cho nên, với bạn tuổi Hợi luôn giữ được một khoản tiền vừa đủ, lúc gặp phải khó khăn cũng không đến mức phải vay mượn khắp nơi. Còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi Hợi trong tuần mới này, con đường tình duyên của bạn cũng không có nhiều biến động, tình cảm của bạn đang có được sự hài hòa. Người ấy và bạn có thể sẽ có ít thời gian dành cho nhau, ở bên nhau do công việc bận rộn và do tình hình kinh tế thị trường, nhưng điều đó cũng không thể làm lung lay được niềm tin và tình yêu mà cả hai bạn dành cho nhau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.